Xác nhận với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng vào sáng ngày 4 tháng 3, ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, thông tin từ gia đình ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cho hay ông Minh bị đột quỵ. Ông Trần Văn Minh được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ từ tháng 1 năm 2019. Ông được giao nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội. Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2 gồm 18 tỉnh miền Trung Tây Nguyên, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng. Ông Trần Văn Minh năm nay 56 tuổi, là tiến sĩ kinh tế, quê xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chiều ngày 3 tháng 3, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín yêu cầu xác minh làm rõ thông tin vụ việc một bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi ở lớp mầm non. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ sự việc theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết quả trước ngày 10 tháng 3, giao Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình cháu bé. Trước đó, sáng ngày 2 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thường Tín tiếp nhận thông tin phản ánh về việc cháu BTD, 17 tháng tuổi, ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, tử vong sau khi tới lớp tại một cơ sở chưa được cấp phép ở xã Vạn Điểm. Nhóm trẻ này do Nguyễn Thị An, 30 tuổi và Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi, cùng trú thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Có trình độ trung cấp mầm non nên đã thuê địa điểm ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín để mở cơ sở trông giữ trẻ. Cháu BTD được gia đình gửi ở nhóm trẻ trên được hơn một tuần nay. Chiều ngày 23 tháng 2, khi mẹ đón cháu, người giữ trẻ trao đổi cháu bị ngã, nhưng biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường. Hôm sau cháu ăn cháo thì bị nôn và gia đình vẫn cho cháu đến lớp. Tới sáng ngày 26 tháng 2, cháu BTD vẫn được người nhà đưa tới nhóm trẻ trên. Nhưng tới 10 giờ sáng cùng ngày, người giữ trẻ gọi điện cho mẹ cháu, nói là cháu bị nôn 2-3 lần, kèm ngất. Gọi cháu không tỉnh, nên cô giáo và người giữ trẻ đã đưa cháu đến trạm y tế của xã, được hỗ trợ máy thở, sau đó chuyển tiếp bệnh viện nông nghiệp. Do tình trạng của cháu khá nặng nên bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Đến chiều ngày 1 tháng 3, Bệnh viện Tiên lượng Bệnh Nhi BTD không qua khỏi nên đã trao đổi để gia đình đưa cháu về nhà và đến khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 3, cháu bé đã tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành pháp y, điều tra nguyên nhân tử vong của cháu BTD, đồng thời tiến hành tạm giữ Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra làm rõ. Trong khi đó, báo cáo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thường Tín, cơ sở trông giữ trẻ chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền và có 6 trẻ học tại cơ sở này. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi trưởng phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện về tăng cường quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn. Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Dương Trí Dũng yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo tổng hợp kết quả triển khai dạy thêm học thêm trên địa bàn và gửi báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trước thời điểm kết thúc năm học ngày 12 tháng 5 hàng năm, đồng thời báo cáo khi có yêu cầu đột xuất. Kết quả thanh tra, kiểm tra của bộ này và các cơ quan có thẩm quyền thời gian qua cho thấy vẫn còn tình trạng cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương và các cơ sở giáo dục chưa kịp thời phát hiện xử lý triệt để vi phạm trong hoạt động dạy học dạy thêm. Song song đó, việc hướng dẫn quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ cho người học hiện nay chưa bám sát quy định pháp luật. Liên quan đến hành vi xây dựng nhà không phép, giam cán bộ thực thi nhiệm vụ, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã ký quyết định số 24/QĐ-XBHC ngày 3 tháng 3 năm 2023, xử phạt vi phạm hành chính đối với Đào Chí Tâm, 34 tuổi, ngụ tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, tổng số tiền 52,5 triệu đồng. Trong đó xử phạt 17,5 triệu đồng về hành vi chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở, 35 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công công trình không phép đối với nhà ở riêng lẻ. Ngoài bị phạt tiền, Đào Chí Tâm bị buộc phải tháo phần công trình vi phạm do không thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng. Thời gian khắc phục tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu là 10 ngày.
Trước đó khoảng 15 giờ ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bạc Liêu tiến hành kiểm tra công trình của Đào Chí Tâm đang xây dựng tại thửa đất trên đường Hòa Bình, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, các thành viên tổ chốt chặn số 19 đã vào kiểm tra công trình thì bị Tâm ngăn cản không cho vào. Được sự trợ giúp từ lực lượng công an phường, thành viên của tổ đã tiến vào bên trong công trình để kiểm tra. Lúc này, Tâm bất ngờ khóa trái cửa, giam ông Nguyễn Trí Nhân, đội viên đội quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu và ông Nguyễn Hoàng Vương, công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường phường 7, vào bên trong công trình trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân. Sau đó khi lực lượng công an phường 7 đến hiện trường can thiệp quyết liệt, Tâm mới chịu mở cửa cho hai thành viên tổ chốt chặn số 19 ra ngoài. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, vừa qua số học sinh hai trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám và Lam Sơn nghỉ học vì bệnh hoặc xuống phòng y tế khám do sốt, mệt tăng nhanh đột biến, chiếm 11% tổng số học sinh cả hai trường. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, sốt siêu vi là tình trạng sốt cấp tính do nhiễm virus hay siêu vi trùng. Sốt siêu vi có thể diễn tiến thành sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp, cảm cúm hoặc sốt phát ban, thậm chí bệnh tay chân miệng. Để phòng tránh bị nhiễm siêu vi, phụ huynh không cho trẻ tiếp xúc với người đang bệnh, giữ ấm, đảm bảo vệ sinh ăn uống, môi trường sống thoáng mát, sạch sẽ, đeo khẩu trang để ngăn ngừa các giọt bắn chứa virus trong không khí, bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng và lành mạnh để tăng cường hệ miễn dịch chống lại sự lây nhiễm virus. Hạ sốt cho trẻ bằng cách dùng paracetamol liều 10mg trên 1kg mỗi 4 đến 6 giờ để tránh sốt cao co giật. Lau người bằng khăn mát, lau khô mồ hôi, nằm nơi thoáng mát, mặc quần áo mỏng. Hai dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư và theo kế hoạch sẽ khởi công vào tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, hiện việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn và người dân băn khoăn về công tác hỗ trợ tái định cư. Qua ghi nhận tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, địa bàn có đoạn tuyến của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua dài hơn 3,4 km. Diện tích đất thu hồi hơn 26 hectare cùng hơn 700 hộ dân chịu ảnh hưởng, nhưng nhiều hộ băn khoăn về chính sách hỗ trợ bồi thường và suất tái định cư. Anh Nguyễn Thế, người dân có đất bị thu hồi nói, bà con đang lo ngại khi di dời phải thuê nhà ở tạm vì chưa được cấp tái định cư và những hộ mua bán đất giấy tay chưa biết sẽ được giải quyết hỗ trợ bồi thường ra sao. Ngành chức năng chỉ mới kiểm đếm, đo đạc và xác minh nguồn gốc đất nên bà con mong muốn sớm được bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống nơi ở mới. Riêng dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua huyện Nhân Trạch có nhu cầu bố trí 250 lô tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất, nhưng tiến độ các dự án tái định cư chậm trễ, đang làm thủ tục bàn giao hồ sơ hoặc gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, lập quy hoạch chi tiết. Qatar, nước chủ nhà vòng chung kết Asian Cup 2023 vừa phát đi thông báo về việc giải đấu sẽ được lăn bóng từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024. 24 đội tuyển đủ điều kiện tham dự vòng chung kết, trong đó có Việt Nam, được chia làm thành 6 bảng đấu. Việt Nam đủ điều kiện dự vòng chung kết Asian Cup 2023 nhờ việc lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Philippe Trezor sẽ phải thi đấu vòng đấu loại vào cận dịp Tết Nguyên đán 2024. Riêng trận chung kết diễn ra vào ngày 10 tháng 2, trúng mùng 1 Tết. Ở kỳ Asian Cup gần nhất vào đầu năm 2021, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Park Hang-seo đã lọt đến vòng tứ kết sau khi thua Nhật Bản sát nút 0-1. Tuy nhiên, sân chơi châu lục này không phải là giải đấu ra mắt của tân huấn luyện viên Trezor trong màu áo đội tuyển quốc gia. Phù thủy trắng người Pháp sẽ dẫn dắt Đặng Văn Lâm cùng đồng đội tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, với hai trận đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 11 và ngày 16 tháng 11.